Em tên là Đinh Thị Thuận, năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu hả Thuận? Dạ, quê em ngoài Hà Nam chị. Hà Nam, dạ. Rồi, đó là thông tin của nhà gái. Xin mời nhà trai ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ phía bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Hiếu. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiếu làm gì Hiếu? Hiện em đang làm tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Hải quan. Như vậy thì em nhỏ bên kia 2 tuổi, em có ngại gì không? Dạ không anh, với em tuổi tác nó không quan trọng. Đúng rồi. Mà ngay cái tên bắt đầu vô chị đã thấy hợp rồi. Bên kia Vinh Hiếu, bên này Thuận. Hiếu Thuận, nghe là chịu rồi đó. Bây giờ mời Thuận em nói về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình. Em thì có khá là nhiều khuyết điểm. Em khá nóng tính, cũng có một chút cố chấp cho chị. Tính của em thì nhiều khi nó hơi thẳng một chút. Không thích thì em có thể em nói thẳng ra. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, dễ kết bạn mới. Em cũng có một chút khéo tay đấy chị. Em rất thích làm đồ handmade á. Vậy là rất khéo tay chứ không phải một chút đâu em. Tại vì làm mấy cái đó thật sự phải có đam mê. Rồi em có biết nấu ăn không? Nấu ăn thì em cũng biết cơ bản đó chị. Rồi đó là điểm mạnh, điểm yếu của Thuận. Còn Hiếu sao Hiếu ha? Dạ điểm mạnh của em thì em là một người khá là thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Và em cực kỳ là trọng chữ tín. Còn khuyết điểm thì em chắc là hay quên. Và đôi khi không mấy bận tâm đến chú ý của người khác. Nhưng mà với bạn gái thì cần phải quan tâm nhiều hơn. Hiếu trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chỉ trải qua một mối tình chính thức. Quen cũng được khoảng gần một năm và chia tay cách đây cũng khoảng hơn 2 năm. Tại sao lại chia tay Hiếu? Em và bạn đó có nhiều điểm không hợp nhau. Về phía em thì em thấy tự thấy mình chưa có sự năng động và thiếu kiên nhẫn trong cái việc mà tìm hiểu bạn gái. Một mối tình thôi, bên kia? Nếu mà chính thức thì em cũng có một mối tình thôi ạ. Em cũng quen bạn đó được gần một năm. Ra mắt hai bên rồi cũng tính tiến tới hôn nhân rồi, nhưng mà đến lúc gần cuối thì hai người cảm thấy không hợp với nhau. Cũng tính tới chuyện cưới hỏi. Dạ. Nhưng mà cuối cùng nhận ra là không hợp nhau. Dạ. Nếu mà đã không hợp nhau thì chúng ta phải biết ngay từ đầu chứ. Thực ra là cái quá trình tìm hiểu trong gần một năm thì nó cũng không lâu vậy. Sắp mà chốt đến hôn nhân rồi, thực phát hiện ra là bạn đó cũng có nhiều cái khác mình quá. Nếu mà mình bây giờ mình cuộc sống cùng nhau á, thì nếu mà cưới nhau về thì mình sẽ ly hôn. Nhà em có đông anh chị em không? Nhà em thì có 7 chị em gái ạ. Ồ, 7 chị em gái. Dạ. Quá dữ nha. Tuổi thì cũng cách xa xa lắm. Em là thứ 6, còn bên dưới em còn một em út sinh năm 94. 7 chị em gái lấy chồng hết chưa? Chưa chị. Nhà em thì có 3 chị gái đã lấy rồi, còn 2 chị thì chưa có gia đình. Với em và em út nữa. Là tức là gia đình còn 4. Dạ. Vậy 2 chị là chưa có gia đình luôn. Dạ. Đó 2 chị tham gia chương trình nha. 2 chị em đi rồi. Hôm nay có đi hả? Dạ. Rồi. Nhà Hiếu thì mấy anh chị em? Dạ cho em thì chỉ có 2 anh chị em. Dạ em và một em đứa em gái. Đứa em gái. Dạ. Thuận ơi, Thuận muốn tìm một người yêu của mình như thế nào hả Thuận? Cũng giống như tâm lý của mọi người phụ nữ thì muốn một người đàn ông nhất là phải chung thủy với mình trước. Nếu mà có một chút về ngoại hình thì càng tốt anh ạ. Cao thì cao chừng hơn em, chừng hơn 2 chục phân. Tại vì em cũng không có cao lắm. Mặt thì dễ thương, tính tình thì được biết quan tâm chăm sóc đến em. Rồi quan tâm sát đến mọi người thân trong gia đình. Xấu đẹp em cũng không có quan trọng lắm. Xấu chỗ nào thì sửa chỗ đó chị. Xấu chỗ nào sửa chỗ đó. Hiếu ơi. Dạ. Em mong muốn một mẫu người lý tưởng cho em là như thế nào? Mẫu người của em thì ngoại hình thì cao từ 1m55 trở lên, tóc dài, có công việc ổn định, có tính tự lập, biết quan tâm đến gia đình, biết hài lòng và luôn suy nghĩ tích cực. Tại sao phải là từ biết hài lòng hả em? Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống mình không phải là suôn sẻ hết mà sẽ có những lúc khó khăn. Và bạn nữ phải biết suy nghĩ tích cực những cái điều trong cuộc sống để mà mình tận hưởng cuộc sống. Chứ đừng có bi quan quá đến những khó khăn. Chào Hiếu. Dạ em chào chị. Em không thích điểm nào ở phụ nữ? Dạ càm ràm, hay trễ giờ, lề mề. Em có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì thường nếu mà cuối tuần mà em không phải đi ra ngoài thì em rất là lười tắm. Lười tắm? Dạ. Ít nhất là lười tắm mấy ngày? Một ngày cuối tuần. Thứ bảy tới chủ nhật không tắm? Dạ. Đợi qua sáng hai tắm đi làm luôn? Dạ đúng. Vậy là tính 2 ngày. Em đã chuẩn bị kế hoạch gì cho tương lai nếu mà mình xác định tới hôn nhân với một người chưa? Tại vì em đang làm ở Đồng Nai cho nên là em muốn là bạn nữ cũng sẽ về Đồng Nai ở với em. Nhà em có một mình em là con trai thôi cho nên chắc là sẽ ở chung với ba mẹ em hoặc là ở riêng nhưng mà ở gần đó để mà tiện chăm sóc cho ba mẹ. Hiện tại bây giờ em ở Đồng Nai ở khúc nào vậy cưng? Em ở thành phố Biên Hòa. Biên Hòa cũng gần mà. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu xa. Em có thích yêu xa không? Em thì không ngại cái việc yêu xa. Chỉ có... Nó ở đâu? Quận mấy? Dạ, em đang ở dưới Bình Chánh á. Gần khúc chợ Bình Điền ạ. Ô, sự gần. Em đi thẳng đường hết Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 1 qua cầu quận 2 là em lên tới Đồng Nai rồi đúng không? Dạ. Đơn giản. Chào em gái. Em chào anh ạ. Hơi dịu dàng chút xíu. Anh cảm giác như vậy đó.
anh nhìn em vậy chứ thực ra nhiều khi em không như vậy đâu. Không, em thấy bạn gái này cá tính đó nha. Cá tính. Nhiều khi giống như là mình đi trong cuộc vui thì em sẽ vui hết mình, nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ạ. Em không thích gì ở đàn ông? Trước hết là nhăng lăng nhăng rồi, tục ghét luôn. Thứ hai nữa là gia trưởng ấy, ép buộc bạn gái hoặc vợ làm thế này thế kia, bắt làm nhiều quá. Em có thích đàn ông kiểu nhu nhược không? Nhu nhược nó không có thành vấn đề. Nhu nhược với người khác thì em không quan tâm, còn nhu nhược với em thì em sẽ cố gắng để cho bạn đó không nhu nhược. Yên tâm đi, anh này là hải quan mà, cứng lắm đó em. Hải quan gì là chắc phải đi tiếp khách nhiều vậy. Hiếu ơi, biết nhậu không Hiếu? Dạ em nhậu ít lắm chị ơi. Em uống được khoảng nhiêu lon? Chắc khoảng tối đa là 4 chai thôi chị. 4 chai Thuận. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chị. Biết hả? Dạ. Uống được nhiêu lon? Dạ em uống chính thức là có 2 lon thôi. Chính thức chỉ có 2 lon. Còn sao bên nhưng kia mà 4? Chị đừng hỏi em nữa chứ. Mẹ bạn em không có cho em nói đây nói được uống bia đâu. Chị đừng hỏi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Thuận đi với ai? Dạ em đi với hai chị gái ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Minh Thư và khán giả. Nói chung thì qua buổi trò chuyện của hai em thì thấy trai kia cũng được. Nếu như mà hai em có ý đến đây để mà tìm hiểu hẹn hò thì hai em nên tìm hiểu. Chị thấy hai đứa có một số vấn đề hợp đấy. Thuận là chị hay gọi nó là vịt đó. Nó ít nói lắm nhưng mà nó giữ lời hứa. Mà làm gì là nó quyết làm bằng được. Cũng có phần hơi bướng. Rồi, cảm ơn chị. Hiếu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi chung với chị học chung lớp cao học với em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và quý khán giả. Thì Hiếu là bạn học chung lớp cao học của em. Ở lớp thì Hiếu là nổi tiếng là chăm chỉ và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè. Rất là nhát, cho nên là đến giờ cả lớp cứ gọi là ế bền vững. Bạn nữ bên đây thì khá là xinh. Tính cách của bạn thì có những điểm tương đồng giống như Hiếu, cho nên là hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn hai bên. Chúng ta đã nghe hai bên góp ý rồi, mình đã nói chuyện qua cái rào này rồi. Bây giờ hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Cảm ơn bạn, tặng bạn món quà. Quà này là quà tự tay mình làm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hiếu tặng cho Thuận cái gì nè? Một con gấu bông rất là đẹp. Dễ thương ha? Rất là dễ thương chị. Món quà của Thuận tặng em là gì? Dạ một cái đồ handmade tự làm. À, cái này gọi là gì Thuận? À, cái đấy là con cá chép koi Nhật Bản chị. Thuận làm đó. Rồi, bây giờ hai bạn mình sẽ nhìn nhau và nói tất cả những cái cảm nhận về nhau như thế nào. Rồi mình sẽ lên kế hoạch cho chuyện hẹn hò ra sao. Hiếu có ngại khi mà nhìn thấy mình niềng răng không? Mình cũng đang niềng răng. Hiếu cảm nhận thấy mình sao? Thôi mình xưng hô là anh em đi. Anh à? Anh thấy em sao? Lần đầu tiên thì thấy em rất là xinh. Em cảm ơn. Em thấy anh sao? Nhìn là cũng giống mẫu người của em vậy đó. Thì em không biết tính như thế nào nhưng mà về ngoại hình đối với em như thế là được rồi. Thời gian rảnh thì em thường làm gì? Nếu mà bạn bè có rủ đi chơi thì mình sẽ đi chơi cùng bạn bè. Còn không thì mình sẽ em sẽ ở nhà làm mấy cái đồ thủ công. Nếu mà chủ nhật mà rảnh nữa thì cũng nhiều khi cũng lười nằm đến trưa rồi. Cũng thỉnh thoảng lâu lâu cũng có thể lười tắm đúng không anh? Công việc của em thì làm giờ hành chính thôi. Cuối tuần thì vẫn rảnh để đi chơi được. Thứ bảy chủ nhật thì em rảnh? Thứ bảy thì em làm đến 12 giờ trưa. Anh thì sao? Anh thì chỉ làm trong tuần thôi, thứ bảy chủ nhật thì anh được rảnh. Em nhìn thấy anh cũng được mà sao anh vẫn chưa có người yêu ạ? Thì chắc là mọi người nhìn anh ai cũng nói anh có người yêu rồi, giống như em vậy đó, nhưng cho nên anh tới giờ. Trong tình yêu thì em quan trọng nhất là điều gì? Quan trọng nhất á vẫn là chung thủy. Em nói cho em cực kỳ ghét cái việc mà bị bạn trai lừa dối. Cũng như bạn trai có muốn đi đâu, muốn đi cùng thì em sẽ đi cùng. Còn nếu không muốn đi cùng thì phải nói để em biết, nó cái gì cũng phải nói thẳng ra, không được giấu. Làm một việc mà mình lại đi nói việc khác. Thứ hai nữa là làm việc gì thì cũng nên có cặp có đôi. Nãy anh cứ nghe em kể là em có một mối tình mà chuẩn bị tiến đến hôn nhân rồi, mà tại sao lại chia tay? Nói sâu xa hơn thì bạn đó tìm được người khác phù hợp hơn. Mà anh thì trong tình yêu thì anh quan trọng nhất, thứ nhất là sự tôn trọng, tức là hai người phải cứ dành cái sự tôn trọng cho nhau. Cái thứ hai đó là sự quan tâm. Từ cái sự quan tâm đó thì mới có sự tin tưởng nhau được. Trong tình yêu mà không có sự quan tâm thì sẽ dẫn đến nghi ngờ giữa hai bên. Thì em cảm thấy nghi ngờ thì em sẽ hỏi thẳng. Em hỏi khi nào mà ra bằng được thì thôi.
Còn nếu không thì em cứ lèo nhèo đi sao em hỏi. Em có phải là người hay ghen không? Ghen thì có chút ghen thôi chứ không phải là hay ghen. Bản thân em cảm thấy cái điều đó là có vấn đề thì em sẽ hỏi. Và nếu người đó cứ lấp đựng trả lời thì em sẽ ghen. Nếu như anh và em mà tìm hiểu mà hợp nhau á, thì em nghĩ là bao lâu mình sẽ tiến đến được hôn nhân? Hơn 1 năm hoặc 2 năm, thì chừng hơn 1 năm thì mình có thể hiểu nhau thì mình tiến tới hôn nhân được. Về con cái thì quan điểm thế nào, con trai hay con gái đó? Anh thì con trai hay con gái gì cũng được, con trai con gái gì thì cũng là con của mình thôi. Anh có sợ là bố mẹ anh bắt phải đẻ con trai không? À không, nhà anh thì không quan trọng chuyện đó. em không có ý kiến gì hết á. Ngày xưa em cũng sợ lấy chồng lắm, tại vì em sợ đau đẻ. Do bạn bè người ta cứ kể chuyện là: "Ôi Thuận ơi, đi đau đẻ đau lắm, giờ sau này em đừng có lấy chồng nhá." Em bảo như vậy cho sướng. Em cũng thấy đau thật. Rồi người ta đi, người ta cứ: đau lắm, em đừng có lấy chồng nha, em đừng có lấy chồng nha." Thế là em cũng sợ. Trời đất ơi. Bây giờ mình sẽ nói với nhau một câu: tận đáy lòng mình nghĩ về đối phương như thế nào trước khi chúng ta tiến hành bấm nút? Anh hy vọng thì mình đến đây đã là một cái duyên rồi, cho nên là mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Sợ anh nhiều khi anh không chấp nhận được nội tính của em thôi. Tính em là dễ chấp nhận. Một khi mà đã tin tưởng thì tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà một khi mà đã nghi ngờ thì giống như là không bao giờ tin lại được nữa. Mình để tay mình nút bấm nữa các bạn. Hãy bấm theo con tim của mình. Rồi các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng Hiếu. Nắm tay nhau đi nè. Hy vọng là hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui cho tụi anh. Em tên là Nguyễn Minh Kha. Em đến từ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang. Hiện đang sinh sống ở Cần Thơ. Em làm bên công ty của thú y và thủy sản của Wimidim. Em bên nhân viên chiết thuốc và đóng gói chạy máy tự động. Ô Kha, năm nay bao nhiêu tuổi? Em nay 40 chị. Trời, hả? 40 mà còn nhìn trẻ lắm, trẻ măng à, vô cũng 40 lần hả? Ừ. Hồi nãy mới đứng nhóm nhóm, em nhìn đây em nhìn lén qua em thấy sao trẻ dữ vậy? Anh tưởng đâu chừng 20 á chứ. Rất là nhiều người hỏi em là khoảng cỡ 35 tuổi hả chứ. Xin mời chị ạ. Em chào anh Quyền Linh, em chào Nam Thư. Dạ. Em chào anh bên kia, em tên là Nguyễn Thị Ngọc. Năm nay em 39 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc, Ngọc làm công việc gì? Bán tạp hóa nha. Bán tạp hóa. Bây giờ mời chị giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình. Điểm mạnh của em là em thích buôn bán. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà em không mấy thích nấu ăn. Em biết nấu nhưng mà em không thích. Nói chung là em thích buôn bán hơn, thích kiếm tiền hơn. Rồi điểm yếu của em là nói chung không thích nói nhiều. Em nói nhiều, em thích ai nói nhiều chứ. Chứ em không thích đàn ông nói chung nhậu nhẹt á, lầy á chị. Em không thích. Em chịu học hỏi, nói chung em thích làm mà em làm được. Vấn đề là em không làm thôi đúng không? Đúng rồi. Khuyết điểm thì em thấy em nói chung em không thích là em nói liền, nóng tánh. Nói rồi thôi, nhưng mà em phải nói em mới được, em không nói không được. Ưu điểm khuyết điểm thế nào Kha? Ưu điểm của em thì biết nấu ăn, chơi thể thao và ca hát. Khuyết điểm của em là hơi nhát gái, ít nói. Nhát dữ không? Dạ, hơi dữ anh ơi. Thấy gái thì con người nó làm sao? Hồi hộp. Nắm tay con gái thấy con người nó làm sao? Nó hơi gùng lắm rồi. Ôm gái thì người thấy làm sao? Em không biết, tại đó giờ chưa. Chưa ôm à? Dạ. Đó giờ có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình. Mối tình được mấy năm? Dạ, 4 năm. Nắm tay chưa? Dạ, có nắm tay. Rồi hai người 4 năm ở gần nhau không? Cũng không gần lắm, xa. Xa là xa ở đâu? Từ Cần Thơ tới đâu? Ở Bạc Liêu. Trời ơi, nó xa dữ quá hả? Cần Thơ Bạc Liêu có một chút à không? Đó, bên đây có mối tình không dám ôm luôn đó, 4 năm đó, bên đó làm sao? Em tình trường cũng na ná như anh đó vậy đó. Na ná là sao? Thì em cũng quen một người, nhưng mà anh đó dạng như mới đi lần đầu mà ảnh nói chung là ảnh dê quá em không thích. Lần sau rủ em đi nữa là không quen. Ông dê là làm sao? Ông nắm tay á. Ta thương ta nắm tay gì đâu dê. Không, mới quen không được anh Linh. Mới quen bao lâu? Mới quen con bữa. Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau được mà. Ông nắm tay ông làm gì không đàng hoàng. Rồi chào em gái. Dạ chào anh Nguyễn. Sao không nắm tay làm sao? Vỗ đùi. Anh dạ. Đi anh đàng hoàng lắm. Dạ. 4 năm ông còn dám ôm mà. Chung là em lo buôn bán, lo đi làm em. Rồi gặp đàn ông có còn cảm xúc không? Thì nói chung cũng còn, nhưng mà đừng có dê quá, mới mà dê quá em không thích.
Nhưng mà em nghĩ là chị làm buôn bán ở nhà thì tất nhiên là cũng sẽ gặp rất là nhiều người. Không lẽ không tới ai, không ai tới cua hay là chị không thích ai luôn hay dạ, sao? Dạ có, nhưng mà nhỏ tuổi hơn em không thích. Mà có gì không thích ngoài vỗ đùi nữa không? Ví dụ như là thói nè, bụng bự nè. Dạ có. Đen nè. Không, đen thì được chị, đen ngâm ngâm thì được. Nhưng mà ý đừng hói, em không thích hói. Không hói áo giống anh Linh thì được. Không hói mà hôi được không? Không, em không thích hói với hôi chị. Trời, dạ. Cô phải chọn một chứ cô khó quá cô. Bây giờ dạ. Giữa bây giờ giữa hói với hôi nè, cô chọn cái gì? Dạ, hói thì hôi, hôi chịu nổi. Tại em thấy người ta lại mua đồ mà cái mùi nghe em muốn ói luôn á thiệt. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thương của em như thế nào, em diễn tả coi. Biết lo làm ăn, nói chung là đàng hoàng. Bên đây biết làm ăn nè, đàng hoàng là có số 1 rồi đó. Đây rất là đàng hoàng luôn. Đúng rồi, 4 năm không dám ôm là đàng hoàng rồi đó. Nhưng mà cái tính tình có keo kiệt không anh? Em không thích đàn ông keo kiệt. Có keo kiệt không Kha? Dạ không anh ơi, em thoải mái, em vui vẻ lắm. Ủa hồi nãy tưởng em thì tự nhiên Linh cũng tự. Đàn trai 40 tuổi mà giọng nói như là 14 tuổi. Trẻ mà. Trời, dạ, trời ơi, chị... sói ca. Quá trẻ luôn á. Trẻ luôn. Trời ơi, anh trẻ quá. Trời ơi, dễ thương nữa. Anh ơi, người cái mẫu người phụ nữ mà anh thích là như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Mà thực sự là thích gái đúng không? Thích. Là đàn ông chăm chăm. Nếu mà chưa ôm là có hung ai chưa? Có hung. Có. Nắm tay thì có, ôm thì chưa nhưng mà có hung. Hung nhẹ trên má thôi mà nè, đứng ông hung này nè. Hung mà không ôm sao không được. Thì đứng hung lén không? Hung lén hung sao thử coi. Bậy luôn đó, thử với anh là sai lắm luôn á. Hôm nay đi kiếm bạn gái. Coi như một người nào đó. Dễ thương quá à, hiền queo à. Dễ thương trời ơi. Hôm nay Ngọc đi với ai Ngọc? Em đi với cô, với Dượng em. Dạ, xin chào Quyền Linh và dạ. Nam Thư. Trai bên đây thì dạ. thấy được đó. Thôi hai đứa cũng lớn tuổi rồi, cho với nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cô thấy là con được. Thấy Kha được hả cô ha? Được, dạ. Hai đứa cùng chung nhút nhát như vậy mà ở vậy tới bây giờ. Dạ. Chứ nếu dạng Vĩnh là nó đã có gia đình hết rồi. Rồi, cảm ơn cô Dượng. Kha đi với ai Kha? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, tôi đây là mẹ của ông Nguyễn Minh Kha. Hôm nay là tôi muốn đi tìm một người dâu. Để tôi có một đứa dâu là chắc tôi mừng lắm. Chứ mà trong có một đứa cháu nội, cháu dâu này là tôi cũng đồng ý. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Bây giờ là mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi Kha. Đổ hết tài, bình tĩnh hết sức của anh bên cạnh. Bắt đầu đi. Hả? Bắt đầu gì vậy? Thầy Văn, mở nón ra cho nó thấy luôn dung nhan luôn. Đó. Anh chào em. À, chào. Lần đầu tiên anh có món quà tặng cho em. Em cũng có món quà tặng. Kệ cái gì mình ngay từ đầu mình cho biết hết luôn. Hồi nãy giữa hai cái là em chọn rồi đó. Giờ Ngọc thấy ảnh sao? Dạ, thấy ảnh cũng được. Ảnh hiền không? Dạ hiền. Còn Kha thấy Ngọc sao? Tôi nói được. Có giống hình mẫu lý tưởng của mình không? Ổn anh ơi. Hồi nãy em nói không thích hôi đúng không? Đúng. Kiểm tra coi có không? Không, sao kiểm được. anh thấy thơm rồi đó. Dạ, dạ. Anh thấy thơm là được rồi. Anh đừng gạt em được rồi. Anh là một người rất là vui vẻ. Chỉ có cái ngoại hình là hơi thiếu tự tin chút xíu. Chỉ có mái tóc thôi. Ở trong công ty là mấy anh em thường hay ghẹo anh lắm, là kêu anh bằng giống cầu thủ mà Zidane đó. Zidane ở Pháp. Người ta giỏi mà. Cái này đâu quan trọng đâu em. Hát bài gì đó tặng Ngọc để cho lấy tinh thần cái coi. Anh sẽ hát cho tặng cho Ngọc bài hát đúng không? Con đường xưa em đi vàng lên mái tông thề, ngõ hồn dân tái tê, anh làm thơ vô quy. Đúng rồi. Cách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi, những mùa trắng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Rồi, được rồi.
làm quen đi, mình cứ cởi mở, mình cứ mở lòng mình ra mà nói chuyện đi. Thì em thấy anh này cũng được à. Nhưng mà hiền, cũng hiền à. Anh thì có nhậu nhưng mà anh không biết hút thuốc. Từ nhỏ lớn là không hút thuốc. Nhậu thì ít thôi à. Nhưng mà nhậu xong là anh sẽ về ngủ. Chuyện mà ngồi mà nói chuyện lấy nhây nhây là anh cũng không có thích điều đó. Em nghĩ sao về cái hôn nhân và tình yêu? Em nghĩ là nếu mình hợp với nhau mình tiến tới hôn nhân, nhưng mà em không thích về quê. Tại trên đây dễ phát triển sự nghiệp hơn. Em cũng có ý định là làm cũng thời gian rồi đó, rồi mình sẽ mở tiệm tạp hóa thì đó ra bán, hay có hai vợ chồng cùng làm ăn, chứ cũng không thể nào mà đi làm suốt kiểu như vậy hoài được. Rồi sau này có gia đình rồi có con cái thì cũng khó lắm. Trước mắt là em có dự định như vậy thôi. Sống thì ở bên đâu cũng được, điều kiện sống nó thoải mái là mình có thể sống được, không nhất thiết là phải cho em về quê. Anh có thể lên sống cùng với em trên đây cũng vẫn được. Vậy em muốn hỏi, nếu mà mình với tỷ tiến tới hôn nhân á, em không thích làm dâu có được không? Tại em làm dâu là em không biết rồi. Em biết nấu thì em biết nấu, nhưng mà giữa mẹ chồng và thằng dâu khó sống, em nghĩ là như vậy. Rồi anh cái có lắng nghe ý kiến của em. Chuyện làm dâu thì đó là không cũng được, nhưng mà mẹ anh thì rất là dễ. Chuyện nấu ăn thì anh rất là ok. Từ nhỏ là nhà anh có em gái, nhưng mà anh thích đi chợ nấu ăn, nấu cơm này kia rồi cho gia đình luôn. Làm dâu thời A Còng này nó khác với ngày xưa rồi. Bởi vì làm dâu mẹ chồng còn lo ngược lại cho con dâu nữa. Mình thoải mái khi mình có con nó để nhà cho mẹ chồng chăm sóc, mình đi làm. Thậm chí là tất cả gần như là mẹ chồng nấu cơm cho con dâu ăn hết rồi. Thành ra làm dâu thời A Còng là sướng lắm á Ngọc ha. Không còn quan niệm là mẹ chồng nàng dâu ngày xưa nó mẹ có sống đâu. Thoải mái lắm em ơi. Dạ. Mẹ anh dễ lắm, mẹ anh thoải mái lắm. Được không? Dạ, để coi. Để coi ha. Anh có thích đi chùa không anh? Rất là hay đi. Mà anh có thích đi không? Em biết anh có hay đi, anh có thích đi hay không? Mà em có thích đi. Em thích đi nhưng mà em đi anh có cản không? Nếu mà cái đó là sở thích của em á thì anh rất là ủng hộ, chứ không phải là anh đi không chùa. Thích. Em đi chùa anh không có cấm, đừng có lên chùa tu luôn là được rồi. Có cảm xúc thì mới có yêu nhau. Mà đôi khi chúng ta cũng cần phải mở lòng mình để tự tạo cảm xúc cho mình trong nhiều mối quan hệ. Và trong trường hợp này tôi nghĩ rằng hãy cần tự tạo cảm xúc cho mình để mở ra một mối quan hệ nào đó. Quyền quyết định vẫn là các bạn. Rồi, xin mời hai anh chị sẵn sàng. 3 2 1 Hết thời gian. Ngọc có bấm không? Dạ không. Tại sao vậy Ngọc? Dạ em thấy em chưa có cảm xúc gì với ảnh hết, chứ thấy bình thường quá. Bình thường quá, dạ, không thấy gì rồi. Hết. Dạ.